Em xin chào các bác. Thì hôm nay giới thiệu đến các bác hai mẫu bình thủy của nội địa Nhật Bản, mẫu Tiger, mẫu Yoroshi. Thì hai mẫu em đã test rồi, ok, ngon lành, hình thức là cũng đẹp, bao nguyên gin. Thì giá cả thì vài trăm cho các bác thôi nè. Thì bác nào mà dùng cái bình để đun nước, pha sữa, pha cà phê, uống trà này kia rồi đó, chung vân vân, dùng cái lượng nước nóng thì mình mua những bình thủy này. Thì xài cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm điện và đặc cái là nó có điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn của mình. Thì nó giữ nóng rồi nó ủ nóng. À, rất là tiện lợi. Thì đầu video em chúc các bác xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe. Mình xem video, mình đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em nha. Chân thành cảm ơn các bác. Thì lên chi tiết các bác, cái bình to đùng này các bác, bình xịn nè. Bình này là gọi là hàng VIP nè. Cái nút này mà cơ gom nè, là hàng VIP. Nó to đùng, nó 3 lít nha các bác. Nó có cái dòng xay là 360 hết nha các bác. Thấy không? Có xay không? Đó. Chắc là xịn sò, điện áp 100V, công suất của nó là 700W. Đó là bao tiết kiệm điện các bác, 3 lít, hiệu Tiger. Đây nè. Này các bác, này có cắn cái này xíu nha, cắn này xíu, nói chung là cái bình này nó hơi chày cho bác đây nè. Còn cái chỗ cái cục mà để mình hít điện vô đây nè, mình gắn cái điện ở đây nó mẻ đây xíu, nhưng mà không sao, không ảnh hưởng gì ha, không ảnh hưởng nha các bác. Đó, gọi lại rất là ok. Điện áp 100, công suất của nó là 1000, xin lỗi, 700W. Ngoại thất xong vô nội thất là gon nè các bác, gon đẹp nè, này có thấy không? Đó, gon đẹp nè, lồng thì xanh ngắt ngay trời mây luôn. Em bán cho mình vài trăm ngàn thôi để các bác mình cái gì dài sử dụng đó, lồng đồ rất là đẹp, em test ok ngon lành hết rồi các bác yên tâm. Rồi cái bình này là 2,2 lít, 2,2 lít của nhà là Yorisi, 2,2 lít này các bác, rất là đẹp nha, hàng Sài Gòn. Mẫu này là cái màu nó là màu hơi là màu sữa sữa các bác. Điện áp 100, công suất của nó là cái này 2019, năm sản xuất 2019, công suất của nó là 700W, 700W này các bác. Bình này thì đẹp hơn bình nãy nha. Đó, bình nãy coi sản xuất nó mấy thì quên nó nói nữa, nhiều khi 2015 đó. Thì ngoại thất xong cái bình này vô nội thất, nội thất đẹp quá nè các bác nè, gòn đẹp nè, xinh nè, lồng cũng xanh ngắt ngay trời mây nè. Em cũng vừa test xong đó, bây giờ em đổ nước vào em test lại cho các bác coi. Thì chúng em bán vài trăm thôi để các bác mình có thể mua dễ dàng xài. Nó có nhiệt độ nè, 70, 90, 98. Thì cơ chế hoạt động của bình thủy là điện Nhật là như thế này nè. Thì cắm điện vào nó tự động đun, mình điều chỉnh nhiệt độ. Thì khi mà nó đun sôi xong nó giữ nhiệt độ này, mình muốn cho nó sôi lại thì mình sôi, mình bơm thì bấm nút này, bấm nút này là nó sẽ ra nước. Đó. Bây giờ mở nó lên, đổ nước vào. Nhưng mà nó có cộng dây điện nha các bác. Dây điện nguồn á. Rồi bác, thì em đã gắn dây điện vào rồi nè. Đó, thì hiện tại thì em đã sập cái, em chưa bắt cái điện lên nha, giờ em bắt điện lên nè. Đó, điện vô rồi đó các bác thấy không? Đó, điện vô rồi. Rồi bây giờ là tới cái phần em đổ nước vào. Rồi, để em tắt điện đi rồi em đổ nước cho để nó nóng á. Mở lên nha. Mở lên. Giá thì vài trăm ngàn thôi. Đổ sao cho nó đều đều, đợi một chút cái nước nó sôi cho nó đều. Rồi giờ đóng nắp lại nè, nước nôi vô hết rồi nè. Đóng nắp lại cho em. Đóng nắp lại. Đó, cái bình là hàng VIP đó các bác. Cái bình này là im lắm nè. Là cái này là nó không có mặc định cái nhiệt độ, mình nhiệt độ là ở đây nè, 90 98 nè, đó. Rất là im luôn á. Bây giờ là cắm điện và bật bật điện lên nè, bật điện lên nè. Đó, điện sẽ vô. Rồi bây giờ chỉnh cái nhiệt độ nha. Em chỉnh 98 nè, 98 là 100 thì đây nó cũng 98 nè. Chỉnh nó cho nó 98 đi. Đó. Thì bơm nước thì cũng dễ lắm, tí em sẽ sôi cho các bác coi. Mình đặt vô đây. Ở đâu cái này, cái bình này có nước hả ta? Đây nè. Đặt nước đặt vô đây nè các bác. Cái bấm thêm cái này, bấm thêm cái này là nước nó chảy ra. Đó các bác thấy không? Đơn giản thôi các bác nè, bấm gì là nó chảy ra nè, buông tay thì nó tắt. Rồi bên đây thì nó cũng vậy thôi. Bấm sáng này bấm này đây đó, nó chảy ra đó, rất là ok. Thì bây giờ em để cho nó sôi các bác, rồi cái là em bơm ra rồi em báo cái giá. Thì chúng giá cả thì công khai các bác, bán cái vài trăm ngàn thôi cho các bác coi thi gọi dễ xài. Thì cũng như em hay chia sẻ đó, thì em bán nồi cơm điện là chính đúng không, em bán thêm những cái lặt vặt này kia nữa thì cũng để thu hút khách hàng thôi, cũng như là một số bác người ta mua hàng của em được và người ta thấy là mua được là như thế nào, là ta mua ta xài được
Thí dụ người ta mua những mặt hàng đó người ta ưng bụng, người ta xài được, người ta cũng muốn mua những vật dụng khác để người ta xài, nhưng mà đôi khi người ta mua chỗ khác thì người ta lại sợ, thì sợ rủi ro này kia đó. Thành ra thì em nhập được cái gì thì em bán cho các bác cái đó, nó đảm bảo nó chất lượng. Thì mua hàng online như thế này thì quan trọng là cái niềm tin thôi, mình trao cái niềm tin đúng chỗ thì mình đặt lại chất lượng. Thì nhiều bác cứ kêu em á, hãy bán cái này đi, hãy bán cái kia đi, dạ xin thưa em không làm không nổi, không có vốn các bác. Nói chung là em bán lời rất là meo, cái giá nó công khai để cạnh tranh rồi, cho nên nó là đôi khi các bác thấy em bán có thể mắc có thể rẻ, nhưng thật sự á em mua mắc thì em bán mắc, em mua rẻ thì em bán rẻ, nó không có lời đâu các bác, không có lời nhiều chứ phải là không lời nha. Để thành ra đó nó lên 45 nè, thì thành ra đó các bác em không có thể là mà có vốn nhiều để mà làm những cái con kêu một số bác hỏi em là bán tủ lạnh rồi này kia, họ mấy đó nặng vốn lắm đâu làm được. Rồi thì bây giờ nè bác nào mà có nhu cầu mua máy lạnh, tủ lạnh rồi máy giặt gì đó, nếu mà mình đang có ý định mua nhưng mà mình chưa biết cái chỗ uy tín cứ inbox cho em sẽ chỉ chỗ uy tín cho bác mua đó, được chưa em? Thì không có bán mấy đó, nó nặng vốn lắm đó. Em mà bán kiểu như mà giá lời lắm đó các bác, làm quốc láng hết, nhưng mà thật sự là bán lời đủ cơm gạo chút dư chút đỉnh thôi các bác, chứ không có lời nhiều mà để làm những cái món lớn như vậy. Thì ai có nhu cầu như thế nào thì cứ inbox cho em đi, em hướng dẫn em chỉ cho cái chỗ uy tín để mua đó, chứ còn em thì không bán những cái mắc tiền mấy chục triệu như thế. Thì chia sẻ các bác rất là thật lòng, rất là chân thành. Rồi chờ xíu nữa nó 50 nè các bác, nó 60 nè, giờ mình coi coi chắc nó lên khói quá đó, lên khói nè, lên đây nè, nó cũng lên tim tim mà nè, có thấy không? Chờ xíu đi, nó sôi em bơm nước cho các bác coi nha. Nói chung là em là người tạc việc thật, em nói đâu là đúng đó để cho nó dễ dàng mua bán. Đôi khi các bác mua hàng của em một lần, hai lần, ba lần, rồi nhiều người người ta giới thiệu, các bác giới thiệu nhiều người để mua hàng của em nữa, cho nên là tất cả các tình thương của các bác em rất là ghi nhận, em cảm ơn các bác đó. Nói chung là mua bán thì gọi là 9 người 10 ý, thì thật sự là mua bán gọi là làm dâu trăm họ. Thì đôi khi có mà sơ suất cái gì các bác cũng thông cảm bỏ qua. Đây này là một cái cũng như là cũng thiếu sót của em, là thứ nhất các bác gọi điện nhắn tin đôi khi em không có kịp trả lời tại vì công việc nó dồn nhiều quá vào em đó, thì kiểu như là mình có thể là nhắn tin mà em trả lời chậm chạp, các bác cứ gọi điện đó, các bác cứ inbox cho em đó. Các bác kết bạn là 0919407501 ha, Zalo của em nè. Đó các bác thấy Zalo của em với các bạn nó y gan nhau đúng không? Đây là cái Zalo chính chủ của em nè. Đó, em bán rất là nhiều hàng luôn nha các bác. Để em cho các bác coi nè. Là ảnh của em là 115.000 mấy trăm tấm hình nè. Nè, cái này là 115.000 đó. Mấy trăm ngàn cho tấm hình nè, em bán bao nhiêu năm rồi. Đó. Có nào nè, bán tất cả mặt hàng cứ inbox liên hệ cái trang này của em nha. Có thấy cái hình của em nè và cái miếng danh thiếp của em trên đây nè là đúng của em đó, mình mua hàng như vậy là chính xác. Mình 80 kìa các bác, người này nhận đạo hết á, để cho các bác coi lại đây. Chung lên cũng tâm sự bổng cho các bác. 85 nè, cũng muốn lành hết rồi nè ha. Này con này là bắt đầu sôi luôn rồi các bác. Chắc nay em bơm nước ra đó. Bên đây nó sôi trước rồi nè. Độ nước bên đây chắc là nó ít hơn. Thì nó sôi vậy thôi chứ một chút là nó ngưng sôi rồi, bây giờ là mình bơm nước ra nha. Thì bơm này cũng làm thao tác giống bữa nãy thôi chứ cũng có cái gì mà khác lạ đâu. Bấm nước ra. Đó, các bác thấy không? Nước nó ra rồi đó, khói nguyên ngút là buông thì nó tắt, còn xài thì nhắn vô cho em vậy thôi, với cái yêu cầu là phải bấm cái này cho nó sáng đèn nha, còn mà nó không sáng đèn là các bác không có bơm được, bấm cho nó sáng đèn còn mình bơm ra thôi đó, đơn giản vậy thôi các bác, thiệt là đơn giản. Là nó sôi này các bác, nó sôi ngột ngột luôn nè các bác, là nó sôi ngột rồi đó, như vậy là nó tắt rồi nè, nó chuẩn bị tắt rồi đó, có đóng được cho mở ra tí xíu là nó tắt, nó giữ nó nóng cho mình rồi, cái là nó sẽ là mình muốn sôi bấm cho nó sôi lại. Nóng quá. Em bán vài trăm ngàn thôi chứ bán mắc không ai mua đâu. Là bữa kinh tế khó khăn. Cái này nó sôi luôn rồi nè. Nè các bác coi đi. Đúng như em nói không?
Bây giờ bơm ra nè. Đó, chạy ra rất là đã luôn đó. Bơm ra thì nó tắt, nhấn vô đè vô thì nước nó chảy ra. Đó, rất là ok cho các bác luôn ha. Ngon lành cành đào. Rồi bây giờ tới cái giá đi các tình yêu của em ơi. Cái này cái ngưng sôi này các bác. Cái này nó ngưng chưa? Ngưng hết rồi, ngưng sôi hết rồi nè. Nè bắt đầu nó ngưng sôi hết rồi nè các bác, nó ngưng sôi hết rồi nè. Nãy xong bột giờ ngưng rồi, nó bắt đầu ngưng rồi đó. Đó, bây giờ là bắt đầu bơm cho mình ha. Cái giá em bán nè, cái bình này nha, em bán cho mình là 550.000 đồng. Cái bình này em bán cho mình với giá là 650.000 đồng. Đó, mua thì cọc cho em là mỗi cái là 200, chuyển khoản đủ em bao ship. Này các bác nghe rõ chưa? Cái bình này em bán là 550.000 đồng. Cái bình này em bán là 650.000 đồng. Cái này là 3 lít, cái này là 2,2 lít. Thì 2019 là năm sản xuất của bình này, 2015 là năm sản xuất của bình này. Rồi, kết thúc video nha. Hàng bán bảo hành cho mình là 3 tháng. Tránh trường hợp cắm nhầm điện. Được chưa? Thì mua hàng thì nhận hàng được kiểm tra. Em là người thật việc thật. Cảm ơn các bác. Chân thành cảm ơn.